Thành doanh nhân thành đạt là ước muốn, mục tiêu phấn đấu của rất là nhiều bạn trẻ. Và khát khao đó đã và đang thôi thúc nhiều người hành động và khởi nghiệp. Và cách đây gần 20 năm, một cô gái vừa tròn 17 tuổi rời quê hương Quảng Bình vào Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp. Xa gia đình, người thân trong khi chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Nhưng vượt qua tất cả trở ngại khó khăn, cô gái ấy đã mạnh dạn tìm lối đi riêng. Mà ở thời điểm đó ít ai dám nghĩ và dám làm. Đó là học và khởi nghiệp với nghề thiết kế đồ họa. Sau bao khó khăn và thử thách thì giờ đây cô gái ấy đã là chủ của một doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực in ấn và cung cấp các loại bao bì giấy tại thành phố Vũng Tàu. Cô gái giàu nghị lực này là ai và câu chuyện ai thế nào vì sao hôm nay? Chúng ta cùng tìm hiểu quý vị nhé! Đây là chị Trần Thị Hoàng, sinh năm 1985, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Quang Tuấn, thành phố Vũng Tàu. 17 năm trước, khi vào Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp, chị Hoàng đã theo học ngành thiết kế đồ họa. Dẫu biết rằng, nghề này vốn dĩ nhiều gian nan, đòi hỏi phải liên tục sáng tạo nhằm đáp ứng thị hiếu khách hàng. Nhưng càng khó, càng ít người chọn thì cơ hội sẽ càng mở rộng, nên Hoàng quyết tâm theo đuổi khát vọng và đam mê này của mình. Sau 8 năm làm thuê cho nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, năm 2019, Hoàng đã tích lũy được một nguồn vốn nhỏ, đặc biệt là kinh nghiệm và mối quan hệ, nên mạnh dạn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Quang Tuấn, chuyên sản xuất, in ấn các loại thùng giấy cạc tông, bao bì, hộp giấy. Nhân công của công ty có 10 người và đều là đồng hương Quảng Bình, giàu nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc. Tham gia công ty cũng gần được chục năm rồi, nhưng đối với công ty cũng đáp ứng nhu cầu với công nhân, tiền lương cũng đáp ứng đầy đủ, bảo hiểm với các thứ phụ cấp cho công nhân, là đối với công nhân là cùng đáp ứng với sức lao động của công nhân. Nghề thiết kế đồ họa không chỉ đòi hỏi yếu tố chịu khó, tìm tòi, học hỏi, mà hơn ai hết là phải luôn sáng tạo, bắt kịp xu thế phát triển cũng như yêu cầu của khách hàng. Nó cũng đòi hỏi người chủ doanh nghiệp phải mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại, không ngừng tạo dựng, vun đắp uy tín, thương hiệu cũng như mối quan hệ mới với đối tác khách hàng. Khó khăn, thử thách luôn trực chờ, nhưng cơ hội cũng luôn rộng mở cho những ai có bản lĩnh, cầu tiến, dám nghĩ, dám làm. Mà các yếu tố đó, chị Hoàng đều hội đủ. Gia đình rất là khó khăn. Ở quê hương thì cũng điều kiện cũng khó khăn, nên là tôi cũng đã vào miền Nam lập nghiệp. Thì tôi thì cũng cùng với lại chị Loan là hai chị em cùng mở một cái cơ sở bao bì nhỏ để tạo công ăn việc làm cho những người lao động ở địa phương. Kinh nghiệm khởi nghiệp của chị Trần Thị Hoàng cho thấy, để khởi nghiệp thành công, mọi người mạnh dạn chọn lối đi riêng, nhưng phải phù hợp với kiến thức, năng lực và nhất định phải có niềm đam mê. Bên cạnh đó, cũng phải năng động nắm bắt nhu cầu của thị trường, không ngừng trao đổi thêm kỹ năng quản lý tài chính nhân sự. Trên hành trình khởi nghiệp, không thể tránh khỏi những va vấp, thậm chí thất bại. Lúc đó đòi hỏi mỗi người phải có lòng kiên trì, dũng cảm để đủ sức đứng lên ngay từ những sai lầm, va vấp mà hướng đến thành công.